Đây là một nữ điệp viên này, một cựu phóng viên thường trú ở Trung Quốc, một nhân vật vô cùng quen thuộc ở trên Động Nhện. Ôi, Trung Quốc cái chủ đề này rất là nhạy cảm. Khi mà về nước thì cảm thấy hơi bị khủng hoảng một chút. Ủa sao đi Trung về lại dạy tiếng Anh, chị hiểu là tại sao mình về Việt Nam. Điều gì khiến chị lựa chọn là thay đổi công việc? Mình còn trẻ mà em, nước có trẻ có trong. Chưa có cái gì gọi là ổn định trong cái giai đoạn mà chúng ta đang tầm 25 đến 30 cả. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sparroom. Hôm nay sẽ là phần tiếp theo của series đầu tư cơ bản, với phần 8, làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lãi kép. Bài viết được viết và đăng tải trên website sparroom.com bởi tác giả Gerardo. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trong kinh Tân Ước có một đoạn trích dẫn như sau: ai đã có thì sẽ ngày càng có nhiều hơn và có đến mức dư thừa. Ai không có nhiều thì ngay cả cái đang có rồi cũng sẽ bị tước đi. Điều này thể hiện rằng, ngay từ thời đại cổ xưa, tổ tiên của chúng ta đã quan sát được hiệu ứng rõ rệt từ lãi kép. Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein cũng đã từng có phát hiện tương tự khi nói rằng lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Có một sự thật ít người biết rằng, đa phần các vĩ nhân lỗi lạc trong quá khứ chưa từng nói những câu danh ngôn nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mình. Mặc dù đã qua đời rất lâu và không hề có ghi chép lịch sử nào để chứng minh Einstein từng nói câu trên, nhưng do đã sống cuộc đời của một thiên tài và trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các nhà khoa học vật lý trẻ tuổi, Einstein vẫn liên tiếp nhận tiền lãi từ những câu châm ngôn nổi tiếng nhất trên thế giới, mặc dù ông chưa từng nói những điều trên. Ẩn sâu dưới khuôn mẫu chung này là một trong những quy luật quyền năng nhất của vũ trụ, quy luật hà mũ. Năm 1906, nhà vật lý Alfred Pareto đã đưa ra quy tắc Pareto, quy tắc 80-20, khi trong một nghiên cứu ông phát hiện ra rằng 20% số người sinh sống tại Ý sở hữu 80% bất động sản của toàn bộ quốc gia. Khuôn mẫu kinh điển này, một số ít cá nhân có kết quả vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại, sẽ xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau nếu như bạn đọc chịu khó quan sát. Một số ít quyển sách sẽ có lượng bán vượt trội so với tất cả các quyển còn lại. Một số ít diễn viên hay cầu thủ bóng đá sẽ có mức cát xê ở mức không tưởng so với những đồng nghiệp khác. Blackpink là nhóm nhạc trị giá tỷ đô nổi tiếng trên thị trường thế giới, trong khi cũng có hàng trăm nhóm nhạc Hàn Quốc khác đang phải vật lộn hàng ngày để nhận được sự chú ý của công chúng. Một số công ty có vị trí thống trị gần như là độc quyền trong ngành và do đó có mức lợi nhuận khổng lồ, trong khi các công ty khác trong cùng ngành đang phải vật lộn với nguy cơ phá sản mỗi ngày. Không khó hiểu nếu quy tắc này tạo ra một cảm giác khó chịu khi nó nhắc nhở ta về sự bất bình đẳng vốn có mà xã hội luôn phải đối mặt. Ai đã có thì sẽ ngày càng có nhiều hơn, đến mức dư thừa. Ai đã thiếu thốn thì ngay cả cái họ đang có cũng sẽ bị tước đoạt. Có lẽ Einstein chưa từng nói lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nhưng kỳ quan thứ 8 không hề là một sự phóng đại về sức mạnh của quy luật này. Với quyền năng của lãi kép, Warren Buffett đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Bài viết này được viết với giả định rằng người đọc có sự am hiểu nhất định về lãi kép. Những độc giả nào chưa từng nghe qua về khái niệm lãi kép thì có thể tham khảo tại bài blog ở dưới này. Để giải thích về những định nghĩa cũng như là phương pháp tính lãi kép thì việc này hoàn toàn xứng đáng một bài blog riêng của nó. Và do đó, độc giả nên có một sự hiểu biết nhất định về hiệu ứng lãi kép trước khi tiếp tục bài viết. Đầu tư mạo hiểm 101. Đầu tư mạo hiểm đang là một ngành tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, khi ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ ra đời với những mục đích tạo ra giá trị to lớn bằng cách thay đổi lối sống cũ của xã hội. Các General Partner của các quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital, gọi tắt là VC, là những người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tỷ suất lợi nhuận của quỹ. Thông thường, các GP sẽ đi gọi vốn từ các cá nhân và tổ chức giàu có. Dĩ nhiên là GP cũng phải góp vốn, nhưng mà không nhiều. Đổ các nguồn vốn khác nhau vào một quỹ và sau đó bắt đầu hành trình tìm kiếm Google kế tiếp của thế giới. Các nhà đầu tư vào quỹ sẽ được gọi là Limited Partner, hay còn gọi tắt là LP. Họ không có quyền can thiệp vào quá trình quyết định đầu tư của quỹ. Các GP sẽ luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng, bất kể đó là công hay là tội. Quỹ VC sinh lời khi các công ty startup trong danh mục đầu tư được mua lại bởi các tập đoàn lớn, hoặc may mắn hơn là được chấp thuận chào bán trên thị trường chứng khoán IPO. Do tính chất của startup, các quỹ VC luôn hiểu rằng thời gian đầu của quỹ sẽ không thể có lợi nhuận, do gần như tất cả các startup, trừ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, luôn phải đốt tiền trong giai đoạn đầu để tạo ra mô hình kinh doanh tăng trưởng bền vững trong tương lai. Hiểu được việc này, các VC hy vọng rằng giá trị của quỹ, mặc dù sẽ có đôi chút khó khăn trong thời gian đầu, sẽ tăng chóng mặt khi các startup trong danh mục bắt đầu đạt được những điểm bùng phát cần thiết để bắt đầu quá trình tăng trưởng hà mũ. Đây là những gì mà các VC hy vọng sẽ xảy ra. Thực tế lúc nào cũng khắc nghiệt hơn so với hy vọng. Hầu hết các startup đều thất bại và dĩ nhiên,
kéo theo các VC đầu tư vào các startup này. Rất nhiều quỹ VC đã được tạo ra và giải thể bởi vì các startup trong danh mục của họ đều thất bại. Bắt dính kỳ lân chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Các VC hiểu rất rõ quy tắc 80-20 cũng như sự phân bổ bất công của hàm mũ. Cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào điều này. Một startup thành công và trở thành kỳ lân đủ để đưa về mức lợi nhuận khổng lồ cho quỹ, mặc dù toàn bộ các startup trong danh mục đều thất bại. Nhưng thậm chí là hiểu rõ về quy tắc này, các VC có lẽ cũng chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của sự khác biệt của các startup. Họ biết rằng sự khác biệt rất quan trọng. Họ hiểu rằng quy luật hàm mũ là xương sống định nghĩa của ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn đánh giá khá thấp sự khắc nghiệt của các startup, vốn là nền tảng đằng sau sự phân bố bất công của quy tắc Pareto. Đây là một trong những đặc tính thú vị của hàm mũ. Cho dù bạn đã biết về sự phân bố bất cân xứng giữa nguyên nhân và kết quả, bạn vẫn rất có khả năng đánh giá thấp sự bất cân xứng này. Các VC hiểu rằng sự khác biệt giữa các startup là quan trọng, nhưng họ vẫn chưa thực sự đánh giá chính xác sự khác biệt này quan trọng đến thế nào trong quá trình quyết định kết quả lợi nhuận cuối cùng của quỹ. Paul Graham, đồng sáng lập vườn ươm nổi tiếng Y Combinator, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Silicon Valley, đã viết trong bài blog Black Swan Forming: khi bạn phỏng vấn một công ty khởi nghiệp và nghĩ rằng họ có thể thành công, thật khó để không cấp vốn cho họ. Tuy nhiên, ít nhất về mặt tài chính, chỉ có một loại thành công trong đầu tư mạo hiểm: họ sẽ là một trong những startup thực sự lớn hoặc không. Và nếu không, bạn có tài trợ cho họ hay không thì cũng không quan trọng. Bởi vì ngay cả khi họ thành công thì tác động đó đến lợi nhuận đầu tư của bạn cũng sẽ không thật sự lớn lao. Trong cùng một ngày phỏng vấn, bạn có thể gặp một thanh niên 19 tuổi thông minh, những người thậm chí không chắc chắn rằng họ có muốn làm gì với cuộc đời của mình. Cơ hội thành công của họ có vẻ nhỏ, nhưng một lần nữa, vấn đề không phải là cơ hội thành công, chain of succeeding của họ, mà là nếu họ thành công, họ có thành công một cách vĩ đại hay không. Chain of succeeding really big. Xác suất để bất kỳ nhóm nào thành công một cách vĩ đại là quá nhỏ về mặt vi mô. Nhưng xác suất mà những founder 19 tuổi đó sẽ cao hơn so với các nhóm khác trông có vẻ an toàn hơn. Chỉ có một loại thành công duy nhất trong đầu tư mạo hiểm, hoặc là startup đứng trên quả tên lửa phi tới mặt trăng, hoặc là không. Nếu như startup đó không thể phi lên mặt trăng, cho dù sản phẩm của họ có thỏa mãn được một nhu cầu nhất định nào đó của thị trường, lợi nhuận mà quỹ VC có được từ những startup này thực sự là không đáng kể, nếu không muốn nói là không tạo ra được sức ảnh hưởng nào cả. Điều này có vẻ hơi khó nghe với các startup không thể hóa thành kỳ lân, nhưng từ trước đến nay, thế giới vẫn luôn chịu sự thống trị tuyệt đối của hàm mũ. Sức ảnh hưởng của quy luật này lên xã hội là quá hiển nhiên, đến mức gần như vô hình trong mắt chúng ta. Có lẽ chúng ta thả bịt mắt để bỏ qua điều đó, còn hơn là chấp nhận một sự thật rằng chúng ta luôn cảm thấy khó khăn để thừa nhận: thế giới chưa bao giờ công bằng. Quyền năng của lãi kép chính là nguyên nhân đứng đằng sau thúc đẩy cho sự phân bố bất đối xứng trong quy tắc Pareto. Trong trường hợp của Einstein là một ví dụ điển hình trong việc phân bố danh tiếng của một nhà khoa học có thể bất công đến như thế nào. Người viết không hề phủ nhận sự thiên tài của Einstein, nhưng liệu bạn đọc đã từng nghe tới những cái tên như là Niels Bohr, Paul Dirac, Richard Feynman, Edwin Schrödinger? Họ cũng là những nhà khoa học lỗi lạc không thua kém gì Einstein, nhưng rất tiếc trong mắt đại chúng, vị trí của thiên tài dành cho một người duy nhất trong lịch sử và thế giới gọi tên Einstein. Những cái tên khác đơn giản là không đủ phổ biến để trở thành mainstream như vị cha đẻ của thuyết tương đối. Ngoại trừ chuyên ngành học vật lý của bạn, bạn sẽ không bao giờ biết đến những nhà khoa học tài năng không thua kém gì Einstein. Với quyền năng của lãi kép, sự phổ biến của Einstein với hình tượng là một nhà thiên tài sẽ ngày càng được củng cố qua thời gian. Và dĩ nhiên, điều này cũng sẽ ngày làm cho chúng ta quên đi mất về sự tồn tại của những thiên tài khác. Con dao quyền năng hai lưỡi. Trong đầu tư, không phải ai cũng thực sự hiểu được sức mạnh của lãi kép. Và thậm chí trong một số ít những người hiểu được quyền năng của nó, rất ít người đủ kiên nhẫn hoặc là đủ sức mạnh tinh thần để tận dụng triệt để quy luật này. Người viết chỉ biết duy nhất một người trên thế giới có khả năng làm điều này, người đó không ai khác ngoài huyền thoại Warren Buffett. Quy tắc không bao giờ thanh lý các khoản đầu tư của mình, cho dù đã nắm giữ hơn vài thập kỷ, là bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy rằng ông thực sự tôn trọng giá trị của lãi kép như thế nào. Miễn là công ty vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, hành động chốt bán lãi là một sai lầm. Và một cách thực tế nhất, sai lầm sẽ ngày càng lớn nếu như thời gian nắm giữ cổ phiếu đó trong quá khứ càng lâu. Ngoại lệ cho trường hợp này là bạn đầu tư có mục đích tài chính cụ thể và khi hoàn thành việc này, bạn quyết định ngừng tham gia và rút vốn khỏi thị trường. Ví dụ như là nhà đầu tư đạt mục tiêu kiếm đủ 100 triệu mua xe thì dừng cuộc chơi. Nếu như nhà đầu tư chưa từng nghe câu chốt cửa miệng nổi tiếng của giới trader, chốt lãi không bao giờ sai, thì bạn may mắn lắm đấy. Bạn sẽ luôn có kết quả đầu tư tốt hơn nếu như chưa từng nghe những điều vớ vẩn như thế. Phiên bản tiếng Anh của câu nói này trên phố Wall là: You never go broke taking a profit.
là một trong những câu nói đáng nhớ nhất nhưng cũng vớ vẩn nhất từng xuất hiện trong thánh địa tài chính của thế giới. Ngay cả trong giới trader, những trader nổi tiếng như là Stanley Druckenmiller hay là Paul Tudor Jones cũng luôn cho rằng câu nói này là nguồn gốc căn bản của mọi sự thất bại trên thị trường. Chốt lời nhanh nhưng gồng lỗ cứng chưa bao giờ là công thức thành công bền vững cho giới đầu tư. Nhưng nỗi khổ là trong cơn say điên cuồng mua bán đổi chác cổ phiếu, các nhà đầu cơ non nớt luôn bỏ qua các vấn đề căn bản này. Sẵn sàng chốt lãi từ 5 đến 10% nhưng sẵn sàng gồng lỗ từ 10 đến 30% thì người viết cũng chịu. Và thậm chí điều này còn chưa tính tới tiền phí giao dịch và thuế ăn mòn và lợi nhuận. Đây là chuỗi bài viết về đầu tư, người viết không phải là dân đầu cơ nên cũng không có đủ cơ sở để đưa ra nhiều nhận định. Nhưng có một nguyên tắc quan trọng có thể áp dụng cho cả đầu tư và đầu cơ, chính là sẵn sàng giết bỏ những khoản đầu tư không hiệu quả càng sớm càng tốt, cũng như nuôi dưỡng những ngôi sao trong danh mục của mình tới mức tối đa. Nhà đầu tư huyền thoại Peter Lynch đã từng nói rằng, bán các khoản đầu tư sinh lời và nắm giữ các thương vụ thua lỗ cũng giống như cắt bỏ hoa tươi và tưới nước cỏ dại trong khu vườn của bạn. Nói một cách khác, nếu bạn là fan hâm mộ của Liverpool, bạn nghĩ sao về quyết định bán đi thủ môn Alisson nhưng lại giữ lại Karius? Nhưng đáng tiếc là trên thị trường chứng khoán, đây là quyết định rất phổ biến tới mức câu nói chốt lãi chưa bao giờ sai đã trở thành thánh kinh trong giới trader ngày nay. Dĩ nhiên, bạn đọc có thể nói rằng, ngay từ đầu mục đích giữa đầu tư và đầu cơ vốn dĩ đã rất khác nhau, nên không thể so sánh táo với cam như thế. Người viết đồng ý với quan điểm này, nhưng điều này không thay đổi sự thật rằng, dù mục đích có khác nhau, chốt lời sớm các siêu sao có tiềm năng phi thẳng tới mặt trăng và chấp nhận gồng lỗ những mã đang lạc trôi trong vùng đất không ai lui luôn là những sai lầm lớn nhất trên thị trường, cho dù bạn có là dân đầu tư hay là trader. Nhà đầu tư thông minh không bao giờ chốt lời sớm vì họ thực sự hiểu về quyền năng tối thượng của lãi kép. Do đó, nắm giữ càng lâu thì tác động của lãi kép và tỷ suất sinh lời của danh mục càng tăng. Và đầu cơ khôn ngoan không chốt lại sớm vì họ hiểu rằng để tìm được một siêu sao như thế, họ phải trải qua khá nhiều hàng lởm khác. Và điều khôn ngoan nhất là gồng lại những ngôi sao tới mức tối đa và loại bỏ hàng lởm càng sớm càng tốt. Nếu như lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nếu như bạn biết cách tận dụng nó, thì chống lại quyền năng này cũng sẽ là tội thứ 8 nên được thêm vào thất đại tội truyền thống của con người. Đối với người viết, không tội lỗi nào trong đầu tư lớn hơn việc đối đầu trực diện với quyền năng của lãi kép. Mọi tội lỗi đều có thể tha thứ vì những sai lầm đều có thể sửa chữa, nhưng riêng việc đối đầu với lãi kép là vô phương cứu chữa. Không sớm thì muộn, lãi kép cũng sẽ tiễn bạn rời khỏi cuộc chơi. Những người giao dịch với tần số cao không hề biết rằng họ đang đối đầu trực diện với lãi kép thông qua sự cộng dồn hàng năm của phí giao dịch và thuế. Mặc dù các chi phí này ban đầu trông có vẻ nhỏ và không đáng bận tâm lắm, nhưng như cách mà lãi kép đã giúp Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nó cũng dần dần trở thành một khoản phí khổng lồ được tích tụ lãi kép qua thời gian. Đây là hình thức lãi kép đảo ngược, khi lãi kép không hoạt động vì lợi ích của nhà đầu tư mà thực chất đang trở thành mối nguy hiểm lớn nhất ảnh hưởng tiêu cực đến số tiền vốn của bạn. Nếu như bạn có đọc báo trong thời gian gần đây, bạn đọc chắc chắn sẽ để ý rằng Elon Musk đã trở thành người giàu nhất thế giới với số tài sản ròng hơn cả Bill Gates và Warren Buffett gộp lại. Quy luật hàm mũ đã giúp cho Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, và giờ đây nó đã giúp cho Elon Musk chiếm vị trí đầu ở trên bảng xếp hạng. Cách đây chưa tới 3 năm, tài sản ròng của Warren Buffett gấp 5 lần Elon Musk. Nhưng 3 năm ngắn ngủi nhưng đầy hưng phấn, được tiếp sức bởi mưa tiền từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed, đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Hai cỗ máy siêu tên lửa Tesla và SpaceX thực sự là kỳ quan trong giới đầu tư. Cách mà hàm mũ đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của hai công ty này lại một lần nữa khẳng định quyền năng tối thượng của lãi kép. Trong series Bố già nổi tiếng, Don Vito Corleone đã nói một câu bất thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với dòng phim này. Tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị mà hắn ta không thể từ chối. Nhưng thế nào là một đề nghị không thể từ chối trong đầu tư? Câu trả lời đơn giản là cơ hội được ngồi lên quả tên lửa với động cơ lãi kép chuẩn bị phi lên mặt trăng. Áp dụng trong thực tế, Charlie Munger, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, là cộng sự lâu năm của Warren Buffett, đã từng chia sẻ rằng quy tắc đầu tiên của lãi kép là không bao giờ làm gián đoạn nó một cách không cần thiết. Nói một cách khác, trừ khi bạn không còn lựa chọn nào khác, đừng bao giờ nghĩ đến việc bán đi một khoản đầu tư đang tăng trưởng và sinh lời hàng năm thông qua lãi kép. Do tính chất của hàm mũ, thời gian chờ đợi lãi kép phát huy kỳ quan của nó sẽ thử thách độ kiên nhẫn của nhà đầu tư tới cực hạn. 10 năm đầu tư lãi kép cộng gộp không bằng 1 năm thứ 20. Điều này có nghĩa là nếu bạn nắm giữ một khoản đầu tư đủ lâu, mức độ sai lầm sẽ ngày càng lớn nếu như bạn quyết định thanh lý khoản đầu tư này thay vì tiếp tục nắm giữ. Quy tắc tốt hơn mỗi ngày 1% mà các vận động viên nổi tiếng trên thế giới đặt ra cho bản thân thực chất là một ứng dụng của quy tắc hàm mũ.
Sự kiên trì là chìa khóa quan trọng nhất, để lại kép phát huy sức mạnh của nó. Bạn không cần phải trở nên quá khác biệt so với ngày hôm trước, bạn chỉ cần trở thành phiên bản tốt hơn khi so sánh với phiên bản trong quá khứ. Mặc dù sự khác biệt có nhỏ bé đến đâu, nhưng khi được tích tụ cộng dồn lại kép qua thời gian thì chắc chắn sẽ trở thành một khác biệt phi thường. Có một sự thật quan trọng mà bạn cần ghi nhớ là sự phi thường mà ta luôn cho rằng ngoài tầm với của bản thân, extraordinary, là sự cộng gộp của rất nhiều điều bình thường, ordinary. Câu hỏi triệu đô ở đây là làm thế nào để tận dụng quyền năng của lãi kép trong đầu tư? 1. Quy tắc thứ nhất, mở rộng khoảng thời gian nắm giữ càng lâu càng tốt. Sau khi xác định được rằng một công ty sẽ có khoảng thời gian tăng trưởng mạnh mẽ sau khoảng từ 5 đến 10 năm trong tương lai, điều tối quan trọng nhất là bạn phải sẵn sàng nắm giữ đúng khoảng thời gian đó để lãi kép phát huy tối đa sức mạnh của nó. Đừng bao giờ làm gián đoạn lãi kép trừ khi bạn không có lựa chọn nào khác. Quy tắc thứ hai, đừng bao giờ đối đầu trực diện với lãi kép. Đừng để chi phí và thuế ăn mòn số tiền của bạn một cách phi lý, tiền trả lãi margin và các khoản phí lặt vặt khác tới mức tối đa. Thời gian ngắn thì bạn sẽ không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng làm điều này liên tục trong hàng năm sẽ ăn một khoảng không nhỏ vào tổng số vốn của bạn. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng mà người Việt thấy rất nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mắc phải. Họ không bao giờ xem xét đến sự tác động của các khoản phí đến kết quả lợi nhuận cuối cùng của mình. Quy tắc thứ 3. Như Warren Buffett đã từng chia sẻ, thời gian là bạn tốt của công ty xuất sắc, nhưng là kẻ thù của công ty tệ hại. Quyền năng của lãi kép sẽ không hoạt động vì lợi ích của nhà đầu tư nếu như tất cả những gì bạn nắm trong tay là những công ty tệ hại. Do đó, những nhà đầu tư cần phải quyết liệt loại bỏ những công ty không sở hữu nền tảng đủ tốt hoặc là không sở hữu lợi thế kinh doanh đặc biệt là động lực thúc đẩy cho khả năng tăng trưởng bền vững trong tương lai. Nếu danh mục của bạn chỉ toàn cổ phiếu lái penny hoặc là các cổ phiếu sặc mùi đầu cơ, thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Một quy tắc đơn giản là bạn có thể tìm hiểu về danh mục đầu tư của các quỹ lớn như là Dragon Capital hay là Vina Capital để xem họ đang đầu tư vào những công ty nào. Tất cả những công ty họ nắm giữ đều thỏa mãn những tiêu chí khắt khe của việc nắm giữ trong thời gian dài. Và do đó, nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ những danh mục của những quỹ lớn là một sự lựa chọn không tệ chút nào. Sức mạnh của lãi kép trong đầu tư cũng như là trong cuộc sống là không thể bàn cãi. Những ai hiểu quy luật này sẽ gặt hái những quả ngọt từ nó, nhưng ai không hiểu sẽ phải trả tiền lãi một cách đắt đỏ. Trong giới quân sự có một câu nói nổi tiếng, đừng bao giờ đánh một trận chiến không thể thắng. Một trận không thể thắng trong đầu tư là khi nhà đầu tư quyết định đối đầu trực diện với sức mạnh của lãi kép. Lãi kép có thể là một người bạn hoàn hảo, nhưng sẽ luôn là một kẻ thù đáng sợ, với sức mạnh đầy hủy diệt. Để tồn tại lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư thông minh đơn giản là những người không bao giờ muốn lãi kép trở thành kẻ thù của mình. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!